củ của alokisa mà hư hết rễ như thế này thì mình dưỡng lại như thế nào ok hôm nay huy sẽ hướng dẫn mọi người cách dưỡng lại một củ alokisa mà bị hư hết rễ vậy ha cái củ này là mình không tưới trong vòng đâu đó khoảng cứ gần 3 tháng coi như bộ rễ nó hư hết rồi ha nó đã chết hết rễ rồi và nó đã ngủ mọi người thấy ha mặc dù là mới ra nhưng mà nó hô, khô khô quéo luôn này đó hôm nay sẽ hướng dẫn ha à, huy sử dụng một cái phương pháp truyền thống trước giờ huy vận dưỡng đó chính là đầu tiên ha mình uh, cho một ly nước. Sau đó mình sử dụng cái dung dịch uh, BE-Rutin á. Mình pha khoảng cỡ một nát ha. Đó. Mọi người lưu ý ha. Mọi người lưu ý giúp mình nha. Một điểm rất là quan trọng nếu cái cây aloe của mọi người á mà rễ nó bị thối á, bị thối nha có nghĩa có khuẩn thối ở trong rễ á, thì mọi người đảm bảo phải cắt thật sạch tất cả những rễ thối nếu trong củ aloe của mọi người á mà nó ăn vào đó cái khuẩn thối nó ăn vào củ đó mọi người sẽ phải cắt sạch luôn ha cắt sạch phần thối đi đừng có móc móc vậy đó cứ lấy dao cắt thẳng cắt khi nào không còn thấy phần thối nữa thì thôi ha. À, điểm đấy rất là quan trọng bởi vì nếu mọi người không dịch không cắt sạch mọi cái khuẩn thối đi ở trên củ Acrosa thì nó sẽ vẫn tiếp tục thối thôi bởi vì lúc này cây đang ở tình trạng rất là yếu ha nó rất dễ bị tấn công và xâm nhập bởi những cái khuẩn thối đấy đối với mình điều đấy ha rồi tiếp theo khi mọi người đảm bảo rồi là củ của mình đã được rửa sạch ha và không còn khuẩn thối nữa thì mình ngâm vào cái dung dịch này ha cái BE rutin này á, là một cái loại dung dịch giúp cho vừa có một phần dinh dưỡng này mà vừa giúp cho rửa rễ này à, cũng như là kích thích ra rễ ha chúng ta sẽ phải ngâm trong đây trong vòng 5 phút mọi người lưu ý với mình nha khoảng cỡ 5 phút thôi đó ngâm đây khoảng 5 phút sau 5 phút đó, chúng ta lấy ra và trồng trong đá bơ la sau khi đủ 5 phút ha mọi người gỡ ra nhắc ra đổ để này sang bên Huy sử dụng một chiếc chậu gọi là chậu tự dưỡng của Monrovia ha chậu này nó có một đặc điểm là Phần dưới này nó có thể chứa được nước để khi mà chúng ta đổ thừa nước á, nước nó không bị chảy ra ngoài. Thứ hai nó cũng đẹp để trang trí trong nhà. Và tiếp theo là huy sử dụng đá perla để trồng ha. Mọi người lưu ý ha, đá perla này thì nó có khá là nhiều bụi cho nên là khi mọi người thì sử dụng á, mọi người cần lưu ý ha. Bụi nhiều lắm mà bụi này bay vào phổi không tốt. sau khi mà chúng ta đã để đá pơ này vào á thì cái ngọn này trong khi xử lý luôn này cắt luôn ha mọi người lưu ý cắt ha chắn cắt vào cái ngọn mới ở bên trong chị nên cắt ở cái phần vừa phải và mình còn một số cây con của cái cây mẹ này ha mình bỏ vô để ươm cho nó luôn đó để con nó lên được lên lên được thôi ha và mọi người lưu ý ha khi đã ngâm rồi thì chúng ta chỉ tưới nước sạch cho nó thôi nha chỉ tưới nước sạch thôi ha đó nhưng mà như mọi người thấy ha nước đang bắt đầu chảy xuống ha thì cái phần nước này nó sẽ bốc hơi lên và giúp cho cái phần giá thể bơ lai ở đây sẽ giữ ẩm tốt hơn ha mọi người lưu ý nha à, nếu đã trồng bơ lai thì mọi người cố gắng ngày một ngày tưới được một lần hoặc hai ngày tưới một lần ha bơ lai mặc dù nó giữ ẩm rất là tốt nó thoáng nhưng tốc độ bay hơi của nó cũng rất nhanh cho nên là hai ngày hoặc tối đa không quá hai ngày chúng ta phải tưới một lần nha mọi người bây giờ mình sẽ để nó vô một cái nơi mát mẻ này để cho bộ rễ nó cứt thất ra cái thứ hai nữa là con sáng nhẹ ha ta, 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 ta và đây là chiếc cây aloxia đã bị hư rễ sau 2 tuần ươm với đá perlite và chiếc chậu tự tưới monrovia này à, như mọi người thấy ha chiếc lá cũ của nó lần trước nó đã héo rồi ha nhưng mà bây giờ là mới ra mọi người ha lá này vẫn còn non nha nó chưa có ban ra hết cỡ đâu nó chưa có cứng lá hết cỡ đâu đó và huy thấy đây ha bộ rễ rễ hầu như tất cả các rễ ở đây đều đã ra rất nhiều rễ bên dưới ha và cả những cái cái củ con này ha người thấy này cho mọi người coi củ con cái củ của nó đen thùi lùi mà nó khô rang á thì bây giờ nó bắt đầu đã ra cả những cái rễ mới này đó thì đây là kết quả Huy muốn update cho mọi người thấy là Nó hiệu quả thực sự Và Huy đã áp dụng cái phương pháp ươm những cái củ aloe bị hư rễ bằng cái đá perla này rồi. Nó rất là hiệu quả ha. Mọi người lưu ý giúp mình khi mà trồng những cái cây aloja nên ưu tiên những cái chậu mà nó có cái nó có khả năng thoát nước tốt nhất có thể ha. Là cái phần bên dưới lỗ càng nhiều càng tốt. Và nếu mà mọi người đánh đo, có một số anh em á, họ chia sẻ là cái đá la này nó nhỏ quá và để giữ nước thì anh em lưu ý ha. Khi trồng aloja không nên để nước đọng lại ở đáy chậu. Huy xử lý bằng cái cách là Huy lót thêm những cái cục đá perlite lớn à, 1-2cm á để Huy để gì đấy chậu Thì cái việc đấy giúp cho cái bộ giúp khả năng thoát nước tốt hơn Rồi sau khi, sau khi mà chúng ta thấy được rễ phát triển rồi á, Thì sau này mình mới búp cho nó dinh dưỡng ha Mình có thể sử dụng loại bón phân tảo hoặc là phân bón nước tưới cho nó Rồi lưu ý Lưu ý giúp mình ha Đối với những cái chậu tự tưới như thế này á Cái phần nước á thì mọi người không nên tưới đẫm quá nhiều ha mọi người lưu ý nha tưới nhiều quá thì nước đọng lại rất là nhiều và mọi người đừng suy nghĩ là nước đọng lại sẽ thấm thấm lên bởi vì nếu cái lượng nước này đọng lại mà trong đây có những cái con khuẩn thối ấy, thì đây sẽ là môi trường nó cho những cái con khuẩn hại đấy nó sinh sôi thì nó sẽ ăn ngược lên thối rễ phía trên cho nên hả khi mà mọi người thậm chí cho mọi người có trồng alocasia với với những cái chậu tự tưới này mọi người không nên tưới nước nhiều quá à ví dụ như là mọi người xác định một tuần chỉ tưới một lần thôi thì sau một tuần nó thì nó sẽ hết sạch nước đó, cái lượng nước chỉ đọng là ít thôi ha không nên để lúc nào cũng có nước đó, còn đối với cắt của huy tưới là huy chỉ tưới rất vừa đủ rất vừa đủ nước ha không không tưới thừa quá thì một tuần huy tưới hai lần thì đó là cách huy trồng Alokeza với những cái chậu tự tưới này Và cảm ơn mọi người rất nhiều và nếu mà mọi người muốn tìm hiểu thêm những bài viết hay về kiểng lá cũng như là mua những loại kiểng lá đẹp thì mọi người hãy truy cập huy kiểng lá cảm ơn mọi người rất nhiều nha